Tôi là Ti. Qua những ngày tháng vất vả thi thố, cuối cùng tôi đã đỗ được một trường đại học danh tiếng trên đất thủ đô. Hôm nay là ngày mà tôi đi nhập học, nhưng mẹ tôi thì ở ngoài đó nguy hiểm lắm con ạ. Con phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Cẩn thận không bị chúng nó lừa đấy. Còn bố tôi thì cái mã mày ra Hà Nội ấy, cái ấy mà nó không dính vào người ấy, chắc cũng bị lừa mất luôn đấy. Bố mẹ cứ nói quá, để tôi chứng minh cho bố mẹ tôi thấy. Sao, sao chị biết? Ừ, chị cái gì chả biết. Chị còn biết chỗ nào thuê phòng đẹp và rẻ nữa cơ. Thật á? Ừ. Thế chị ơi, chị chỉ giúp em với. Ừ, để chị chỉ cho. Mà này, chị bảo bên môi giới bên kia ấy, mày phải đưa cho nó 500 nghìn. Mày mới cho mày thông tin đấy. Thật á? Ừ. À, mà chân chất hiền lành như này, chị lấy 200 thôi. Dừng lại. Only đừng tưởng thấy nhà quê mới lên mà muốn làm gì thì làm nhá. Chú lôi cháu đi đâu ấy? Cháu không đi tìm phòng trọ. Chú gì anh thôi. Bà kia nãy lừa chú em đấy. Chú em cả tin quá rồi. Nghe lời bà ấy có khi mất tiền mà tối nay lại còn ngủ gầm cầu luôn đấy. Sợ thế à? Thế em cảm ơn anh nhá. Em phải đi tìm phòng trọ tiếp đây. Ơ, thế chú mày không có điện thoại hay đồng hồ gì à? Có. Đây, em có con cục gạch này. Con này á, ném cho chết, ném cả gà quay luôn. Ờ, thế xem giờ kiểu gì? Em lật lên em xem. Ờ, thế thì nguy hiểm lắm. Ở cái Hà Nội này trộm cướp nhiều lắm. Cứ thậm ra thụt vào, nó giật mất ngay. Thế giờ phải làm sao hả anh? À, anh có cái này. Đây, cái này đeo vào tay, đảm bảo bố chúng nó cũng không cướp được luôn. Cái này trước anh mua 5 triệu đấy. Nhưng mà thôi, giờ thương chú, anh để lại cho 2 lít. 5 triệu 2 lít. Em lấy cái này. Em gửi anh. Ờ thôi, không có gì. Em cảm ơn anh nhá. Ờ, em đi tìm đấy. Con đẹp cái đồng hồ. 5 triệu. Bán ra 2 lãi. Em ơi. Ôi. Em anh đang vội quá. Mang cái máy khoan này đến công ty mà vợ anh đang sắp đẻ rồi. Anh phải về nhà gấp. Em giúp anh mang cái máy khoan này qua công ty anh được không? Công ty anh gần đây thôi. Nhưng mà anh xin cầu xin em đấy. Giúp anh tí. Nhưng mà hay là như này đi, em giúp anh, anh trả công em 500 nghìn, đúng không? Em yên tâm, em bây giờ đưa cho anh 500 nghìn, rồi em đưa cái máy khoan này về công ty sẽ có người giá em 1 triệu. Mất công đi chút thôi mà, vừa lên thành phố đã kiếm được nhiều tiền thế này, đất này dễ sống chứ không như mẹ dặn. Được ạ. Nặng, cẩn thận nặng. Em gửi tiền. Ừ. À mà công ty anh em đi thẳng rẽ trái. Đấy, cái đoạn công ty khoan cắt bê tông ấy. Ồ đúng đấy, em yên tâm. À, vâng. Ừ, em nhìn rõ luôn ạ. Ừ, anh đi nhá, anh vội quá. Đấy, cái đoạn công ty khoan cắt bê tông ấy. Chết rồi. Thành phố cái gì cũng rẻ, đắt mỗi lòng người. Bỏ qua những chuyện linh tinh kia thì tôi cũng có một chỗ ở khá khá. Và tôi vẫn chưa dám bỏ cái đồng hồ đi vì tiếc. Nhưng vẫn không sao, vẫn không khó sống lắm so với những lời nói của bố mẹ tôi. Cứ cái đồng hồ chết mãi thế. Chẳng nhẽ tớ không đẹp bằng cái đồng hồ của cậu sao? Đâu có. Tại vì chuyện là cậu đáng thương quá. Cậu có muốn kiếm lại số tiền đã mất không? Thậm chí còn gấp hàng trăm hàng ngàn lần cơ. Thật á? Thật. Có, cậu chỉ cho tớ đi. Cuối buổi học cậu đi theo tớ nhá. Ừ.
Chào mừng tất cả mọi người đến với hội thảo tư duy thành công và con đường làm giàu của công ty chúng tôi. Xin giới thiệu, tôi là Đông, chuyên gia tư vấn. Hôm nay tôi có mặt ở đây mang đến cho tất cả mọi người một cơ hội làm giàu, thay đổi cuộc đời mình. Các bạn không cần làm bất kỳ một điều gì hết, tiền sẽ tự động chuyển vào tài khoản các bạn. Các bạn là sinh viên, làm gì để có một tháng là 10 triệu đồng? Có công việc gì các bạn cho tôi theo với. Bây giờ các bạn vay tiền ngân hàng và đầu tư vào công ty chúng tôi 10 triệu đồng đúng không ạ? Các bạn sẽ nhận lại 14 mã số. Sau 2 năm các bạn sẽ nhận lại được 250 triệu đồng, trừ đi 10 triệu đồng tiền vay ngân hàng lúc đầu thì trung bình mỗi tháng các bạn sẽ nhận được 10 triệu đồng. Năm sau tôi sẽ làm trưởng phòng. Tôi Trần Ngọc Trung xin tuyên bố 5 tháng nữa tôi sẽ là trưởng phòng. Đất Hà Nội dễ sống như này mà bố mẹ cứ phải lo nhỉ? Phải gọi về cho bố mẹ để bố mẹ biết mình đúng. Alo mẹ. Vâng, tháng này mẹ gửi cho con tiền ăn sớm nhá. À, cả tiền học tiếng Anh nữa đấy. Vâng, nhanh không con bị đuổi học bây giờ. Chết mẹ, đúng sắm rồi. Lại mất thêm 10.000 cho bọn chở xe. Những cô gái xinh ai cũng tốt, chỉ cần có niềm tin, chúng ta sẽ mất tất cả. Hôm nay chúng ta sẽ học bài tích phân đường loại 2. Bây giờ mẹ sẽ ghi lên một cái dù lên bảng. Không ngờ mình bị cô gái nó lừa. Đúng là ở đây không ai cho không ai cái gì cả. Chắc chắn chỉ có con đường duy nhất, chân chính nhất, đó chính là học tập, chỉ có nó mới có thể khiến ta trưởng thành hơn. Ok, em đổi chưa? Để thầy biết tiếp nha. Where did you go? Who did you go with? Or what did you do? You can start with something like the glory in the beach. Something like this. Beach. Em có thể đứng lên và đọc cái câu cô vừa viết trên bảng không? The girl in the big. Okay. Bây giờ em có thể đứng tại chỗ và giới thiệu về bản thân cho cả lớp cùng biết về em được không? Bằng tiếng Anh nào. My name is a T. I'm from Đại học Anh Khoa. Thế được rồi, bạn nữ bạn trên nào, em đứng dậy và giới thiệu bản thân và tiếng Anh cho cô. Hi everyone, my name is Paul. I'm from University of Science and Technology. Tiếng Anh đâu mà siêu ấy. Tớ học thế là bình thường mà. Ở nhóm tớ đứa nào cũng học siêu thế. Thật á? Tớ nói đưa cậu làm gì. Bây giờ tiếng Anh quan trọng lắm, cậu cũng nên học đi. Lên đại học là siêu nhân thôi. Giờ ai cũng học giỏi tiếng Anh, mỗi mình học ngu, cảm thấy xấu hổ quá. Mình phải đi tìm trung tâm tiếng Anh uy tín để đăng ký học thêm mới được. Anh Tây, anh làm gì thế ạ? Anh đang lên mạng tìm mấy trung tâm tiếng Anh uy tín đăng ký học. Thế à? Thế anh Ti học xong học giỏi rồi dạy em nữa nha. Nhất định đời. Thế anh tìm đi, em đi học đây. Em chào anh. Bye.
học tiếng Anh thì ở đâu cũng được, nhưng muốn giỏi toàn diện từ 3 đến 6 tháng thì phải đến Jackina. Anh ngữ Jackina, đào tạo tiếng Anh giỏi toàn diện.